Nếu thánh đạo và thánh Phật là như vậy, thì một người đang tu lẽ ra phải làm ngăn trở những người khác. Phật dạy thiện nam tử, lời ông nói đó là không hợp nghĩa. Ví dụ con đường mà ta dẫn ra là loại ví dụ chỉ lấy một phần ý nghĩa, không phải tất cả. Thiện nam tử, như đường đi của thế gian ắt phải có chướng ngại, chỗ này khác với chỗ kia không hề giống nhau. Con đường vô lậu cũng giống như vậy, có thể khiến chúng sanh không có chướng ngại, bình đẳng không hai, không có ngăn trở, không có chỗ này khác với chỗ kia. Con đường chánh đạo như vậy có thể làm nhân thành tựu cho tánh Phật của tất cả chúng sanh, chẳng phải thuộc loại nhân sanh ra, cũng như ngọn đèn soi sáng rõ mọi vật. Thật không hề sanh ra mọi vật, nhưng nhờ nó mà người ta thấy được rõ ràng mọi vật. Thiện nam tử, tất cả chúng sanh đều có vô minh làm nhân duyên với hành. Không thể nói rằng vô minh của một người đã là nhân duyên với hành rồi thì những người khác lẽ ra là không. Tất cả chúng sanh đều có vô minh làm nhân duyên với hành. Cho nên nói rằng, đối với 12 nhân duyên, tất cả chúng sanh đều bình đẳng. Chánh đạo vô lậu mà chúng sanh tụ tập cũng giống như vậy. Đều dứt trừ mọi phiền não là nhân sanh vào các cảnh giới hiện hữu, vì nghĩa ấy nên gọi là bình đẳng. Như người đã chứng đắc thì sự thấy biết chỗ này hay chỗ kia đều không có chướng ngại, đó gọi là nhất thiết chủng trí. Bồ Tát Sư Tử Hống lại thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, tất cả chúng sanh không phải cùng một loại thân, hoặc mang thân người, hoặc thân súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Như vậy là nhiều thân khác nhau, chẳng phải một loại. Vì sao nói rằng tánh Phật là một? Phật dạy thiện nam tử, ví như có người bỏ thuốc độc vào sữa, từ sữa cho đến đẻ hồ, thảy đều có độc. Sữa không gọi là kem sữa không gọi là sữa, cho đến đẻ hồ cũng vậy. Tên gọi tùy thay đổi nhưng tánh độc vẫn không mất. Trong cả năm món chế biến từ sữa ấy, thảy đều có độc. Như ăn món đẻ hồ có thể bỏ mạng, nhưng thật ra thì người kia không bỏ thuốc độc vào đẻ hồ. Tánh Phật của chúng sanh cũng vậy. Tuy ở trong năm đường thọ lấy các thân khác nhau, nhưng tánh Phật ấy vẫn là một, thường không biến đổi. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch Phật: Thế Tôn, trong 16 nước lớn có 6 thành lớn là Xá Bà Đề, Bà Chỉ Ca, Chiêm Bà, Tỳ Xá Ly, Ba La Nại và Vương Xá. 6 thành ấy hiện là lớn nhất đời nay. Vì sao Như Lai bỏ những thành ấy mà đến chốn hẻo lánh, tồi tàn chật hẹp, đà thành Câu Thi Na này để nhập Niết Bàn? Phật dạy thiện nam tử, ông chớ nên nói rằng thành Câu Thi Na này là chốn hẻo lánh, tồi tàn chật hẹp, mà nên nói rằng thành này được trang nghiêm bởi công đức vi diệu. Vì sao vậy? Vì đây là chỗ đi đến của chư Phật Bồ Tát. Thiện nam tử, như nhà của kẻ nghèo hèn, nếu có vua ghé qua thì nên khen ngợi là trang nghiêm tốt đẹp, thành tựu phước đức, nên mới có thể khiến đức vua xa giá ngự đến. Thiện nam tử, như một người đang bệnh nặng, uống một vị thuốc xấu tệ, uống xong liền khỏi bệnh, người ấy liền lấy làm vui vẻ khen rằng: Vị thuốc này là nhiệm màu kỳ diệu nhất, có thể giúp ta khỏi bệnh. Thiện nam tử, như người đi thuyền giữa biển cả, bỗng nhiên thuyền chìm, không biết bám vào đâu, rồi nhờ bám lấy một cái xác chết mà sống sót vào được trong bờ. Khi vào bờ rồi, người ấy lấy làm vui mừng, ngợi khen xác chết ấy rằng: Ta nhờ gặp xác chết này mới được bình an. Thành Câu Thi Na này cũng vậy, thật là chỗ chư Phật Bồ Tát đi đến, sao lại gọi là nơi hẻo lánh, tồi tàn, chật hẹp? Thiện nam tử, ta nhớ thuở xưa, cách này vô số kiếp, nhiều như số cát sông Hằng. Vào một kiếp tên là Thiện Giác, có vị thánh vương, họ Kiều Thi Ca, đầy đủ 7 món báu và 1.000 người con trai. Vừa ấy bắt đầu tạo lập thành này, hai bề ngang dọc đều rộng 12 do diên, trang nghiêm bằng 7 món báu. Trong vùng này có nhiều con sông nước chảy hiền hòa, trong trẻo và ngọt mát. Đó là các sông Ni Liên Thiền, Y La Bạt Đề, Hy Liên Thiền, Y Siêu Vị Viên, Tỳ Bà Xá Na. Tất cả có đến 500 con sông như vậy. Dọc theo ven sông ở hai bờ đều có cây cối rậm rạp, hoa quả tươi ngon. Thủ ấy nhân dân sống lâu vô cùng. Bấy giờ vị chuyển luân thánh vương đã sống qua 100 năm rồi, liền nói rằng: Theo lời Phật dạy thì tất cả các pháp đều vô thường. Nếu ai có thể tu tập 10 điều lành, ắt dứt trừ được nỗi khổ vô thường lớn lao đó. Nhân dân nghe được lời ấy, thầy đều cùng nhau kính cẩn tu tập theo 10 điều lành. Thủ ấy ta được nghe danh hiệu Phật thọ trì 10 điều lành, suy xét và tu tập. Lần đầu tiên khởi phát tâm A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Phát tâm như vậy rồi, ta lại đem pháp ấy mà truyền dạy cho khắp
vô lượng vô biên chúng sanh, rằng tất cả các pháp đều là vô thường, biến đổi, hư hoại. Cho nên này ta trở lại xứ này cũng dạy rằng các pháp là vô thường, biến đổi, hư hoại, chỉ riêng nói rằng thân Phật là pháp thường trụ mà thôi. Ta nhớ lại nhân duyên thuở trước đã từng đến đây, nên ngày nay mới đến nơi này mà nhập Niết Bàn, cũng là báo đáp ơn xưa của vùng đất này. Vì nghĩa ấy, trong kinh ta có dạy rằng là đệ tử Phật, khi đã thọ ân thì phải lo việc báo đáp. Lại nữa, thiện nam tử, thuở xưa chúng sanh sống lâu đến vô lượng tuổi, bấy giờ thành này tên là Câu Xá Bạt Đề, ngang dọc đều rộng 50 do duyên. Thuở ấy, trong cõi Diêm Phủ Đề, dân cư làng mạc kế cận nhau, gần gũi như trong tầm bay của con gà. Có một vị truyền đơn vương tên là Thiện Kiến, có đủ 7 món báu và 1.000 người con trai, cai trị khắp 4 cõi thiên hạ. Vị thái tử lớn nhất của ngài nhờ tu tập suy xét chánh pháp mà đắc quả Phật Bích Chi. Thuở ấy, vị truyền đơn vương sau khi thấy thái tử của mình thành Phật Bích Chi, oai nghi sáng rỡ, thần thông ít có, liền thản nhiên từ bỏ ngôi vua như người ta nhổ bãi nước bọt, đến xuất gia giữa rừng cây sa la này. Trong suốt 8 vạn năm ngài tu tập tâm từ, rồi đối với các tâm bi, tâm hỷ và tâm xả, ngài cũng tu tập mỗi tâm trong suốt 8 vạn năm như vậy. Thiện nam tử, thánh vương Thiện Kiến thuở ấy nay chính là ta đây, cho nên ngày nay ta thường ưa thích an trụ trong 4 pháp từ bi hỷ xả. 4 pháp ấy gọi là tam muội, vì nghĩa ấy thân Như Lai là thường lạc ngã tịnh. Thiện nam tử, vì nhân duyên ấy, hôm nay ta đến tại thành Câu Thi Na này, giữa rừng cây sa la mà vào chánh định. Thiện nam tử, ta lại nhớ thuở xưa, cách này vô lượng kiếp, thành này tên là Ca Tỷ La Vệ. Vua trong thành tên là Bạch Tịnh, phu nhân của vua tên là Ma Gia. Vua có một con trai tên là Tất Đạt Đa. Thuở ấy thái tử không cần thầy dạy, tự mình suy xét mà thành tựu chánh quả vô thượng Bồ Đề. Ngài có 2 đệ tử là Xá Lợi Phất và Đại Mục Kiền Liên, vị đại đệ tử thị giả tên là A Nan. Thuở ấy Đức Thế Tôn ở giữa 2 cây sa la mọc sóng đôi mà diễn thuyết kinh đại Niết Bàn này. Thuở ấy ta ở trong pháp hội được nghe rằng pháp dòm tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Ta nghe như vậy rồi, đối với đạo Bồ Đề nên được địa vị không còn thối truyền, bèn tự phát nguyện rằng nguyện trong đời vị lai, khi ta thành Phật thì cha mẹ, quốc độ, danh hiệu, đệ tử, người thị giả, cho đến việc thuyết pháp giáo hóa đều giống hệt như Đức Thế Tôn hiện nay, không có gì khác. Vì nhân duyên ấy, nay ta đến tại nơi này rộng bày giảng thuyết kinh đại Niết Bàn. Thiện nam tử, khi ta mới xuất gia chưa chứng đắc quả Phật, vua Tần Bà Sa La có sai sứ đến nói rằng: nếu thái tử Tất Đạt Đa lên ngôi thánh vương, tôi sẽ làm phận bầy tôi. Nếu ngài không thích sống đời thế tục thì khi thành chánh quả, nguyện đến thành vương xá này trước hết để thuyết pháp độ người, thọ lễ cúng dường của tôi. Bấy giờ ta im lặng nhận lời thỉnh nguyện ấy. Thiện nam tử, khi vừa mới thành tựu An Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, ta đi về phía nước Kiệt Xà. Bấy giờ ở vùng sông Y Liên Thiền có người Bà La Môn họ Ca Diếp cùng với 500 đệ tử ở bên sông ấy cầu đạo vô thượng. Ta vì người ấy nên đến thuyết pháp. Ca Diếp nói rằng: Cổ Đàm, nay tôi già yếu, đã 120 tuổi. Nhân dân nước Ma Già Đà cho đến đại vương Tần Bà Sa La đều cho rằng tôi đã chứng quả A-La-Hán. Nay nếu tôi ở trước mặt ông mà nghe và thọ nhận giáo pháp, e rằng hết thảy nhân dân sẽ nghĩ ngược lại. Đại đức Ca Diếp chẳng phải là bậc A-La-Hán sao? Cổ Đàm, vì thế tôi cầu xin ông hãy mau đi đến xứ khác. Nếu nhân dân ở đây biết chắc rằng Cổ Đàm có công đức hơn tôi thì bọn chúng tôi không do đầu mà nhận được sự cúng dường của nhân dân nữa. Khi ấy ta đáp rằng: Ca Diếp, nếu ông không quá lo lắng rằng ta là kẻ nhiều sân hận, xin vui lòng cho ta ngủ lại một đêm, sáng mai sẽ đi sớm. Ca Diếp nói: Cổ Đàm, tôi không có ý gì khác, cũng rất yêu mến ngài, chỉ có điều là nơi tôi ở đây có một con rồng độc, tánh rất hùng bạo, em nó sẽ làm hại ngài. Ta đáp: Ca Diếp, trong tất cả các thứ độc, không gì hơn 3 độc, ta này đã rất trừ 3 độc ấy rồi, các thứ độc của thế gian ta không hề sợ. Ca Diếp nói: Nếu ngài không sợ thì tốt lắm, xin mời ở lại. Thiện nam tử, lúc bấy giờ vì muốn hóa độ Ca Diếp nên ta hiện ra 18 cách biến hóa như trong kinh A Hàm có nói. Khi ấy Ca Diếp cùng với 500 người đồng bọn được thấy, nghe như vậy rồi liền chứng quả A-La-Hán. Lúc đó Ca Diếp còn có 2 người em là Già Gia Ca Diếp và Na Đề Ca Diếp. Mỗi người cũng có số đệ tử là 500 người, thảy đều được chứng quả A-La-Hán.
Bây giờ những đồ đệ của bọn sáu thầy ngoại đạo ở thành Vương Xá nghe được việc ấy, liền đối với ta sanh lòng độc ác. Vì đã nhận lời thỉnh cầu của vua Tần Bà Sa La trước đây, ta liền đến thành Vương Xá. Khi ta còn trên đường, chưa đến nơi thì nhà vua cùng với rất đông dân chúng đã kéo đến nghênh tiếp, ta liền vì họ mà thuyết pháp. Lúc bấy giờ khi nghe pháp rồi thì chư thiên ở cõi trời dục giới có 86.000 vị phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Trong số những người đi theo vua Tần Bà Sa La có 120.000 người chứng quả Tu Đà Hoàn, có vô số chúng sanh được thành tựu tâm nhẫn nhục. Khi vào thành rồi, ta hóa độ Xá Lợi Phất và Đại Mục Kiền Liên cùng với các đệ tử của họ là 250 người, thầy đều buông bỏ những tà kiến trước đây, xuất gia học đạo. Ta liền ở lại thành Vương Xá, thọ nhận sự cúng dường của vua Tần Bà Sa La. Bọn sáu thầy ngoại đạo liền tụ họp rồi kéo nhau bỏ đi sang thành Xá Vệ. Bấy giờ ở thành Xá Vệ có một vị trưởng giả tên Tu Đạt Đa đến thành Vương Xá để lo việc cưới vợ cho con, đang ngụ tại thành nhà trưởng giả San Đà Na. Khi ấy chủ nhà nửa đêm bảo người nhà rằng mọi người hãy mau mau thức dậy cùng nhau quét dọn trang hoàng nhà cửa và bày biện các món ăn ngon. Tu Đạt Đà nghe vậy tự nghĩ rằng chẳng phải là họ muốn thỉnh vua nước Ma Già Đà đây sao, hay là vì có hôn sự nên muốn hội họp vui vẻ. Suy nghĩ như vậy rồi liền đến hỏi chủ nhà rằng có phải đại nhân muốn thỉnh vua Tần Bà Sa La của nước Ma Già Đà hay chăng, hay vì có hôn sự nên mở hội vui vẻ chăng, vì sao phải gấp rút đến như vậy? Trưởng giả đáp rằng: cư sĩ, không phải vậy, sáng mai tôi sẽ thỉnh Phật là đấng pháp vương vô thượng. Trưởng giả Tu Đạt vừa nghe đến danh hiệu Phật thì bỗng dưng không hiểu vì sao toàn thân rung động, liền hỏi lại: Phật là ai vậy? Chủ nhà đáp: ông thật chưa nghe biết gì sao, ở thành Ca Tỳ La có một vị trong dòng Thích Ca tên là Tất Đạt Đa, họ Cổ Đàm, con vua Bạch Tịnh. Vị ấy sanh ra chưa bao lâu thì có một thầy tướng đoán rằng về sau sẽ làm chuyển lân thánh vương. Việc ấy rõ ràng chắc chắn như người ta nhìn rõ trái am lang trong lòng bàn tay. Nhưng nếu ngài không ưa thích việc ấy, từ bỏ ra đi xuất gia thì sẽ không thầy mà tự giác ngộ đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vị ấy đã dứt trừ hoàn toàn tham sân si, là bậc thường trụ không biến đổi, không sanh không diệt, không còn lo sợ. Lòng ngài đối với tất cả chúng sanh đều bình đẳng, thương yêu như cha mẹ đối với đứa con duy nhất. Thân tâm của ngài cao quý hơn hẳn trong tất cả chúng sanh, nhưng ngài không vì thế mà sanh lòng kiêu mạn đối với sự tôn xưng cung kính hay oán ghét gây hại. Ngài vẫn giữ lòng bình đẳng không phân biệt. Ngài có trí tuệ thông đạt đối với tất cả các pháp, không có sự ngăn ngại, thành tựu đầy đủ 10 sức, 4 đức chẳng sợ, ngũ trí tam muội, đại từ đại bi và ba niệm xứ. Vì thế nên xưng hiệu ngài là Phật. Ngài nhận lời mời thỉnh của tôi, sáng mai sẽ đến đây, cho nên cần phải gấp gáp, không có thời gian thư thả mà tiếp đãi ông. Tu Đạt Đà nói: lành thay, đại nhân, đức Phật mà ông nói đó công đức thật không ai bằng. Vậy hiện nay ngài đang ở đâu? Trưởng giả đáp: hiện ngài đang ở thành Vương Xá này, tại Tinh Xá Trúc Lâm, nơi giường Ca Lan Đà. Khi ấy đang còn trong đêm, ông Tu Đạt Đà hết lòng nghĩ nhớ đến các công đức của Phật như 10 sức, 4 đức chẳng sợ, ngũ trí tam muội, đại từ đại bi và ba niệm xứ. Đang khi nghĩ nhớ, bỗng nhiên có ánh sáng rực rỡ dường như lúc ban ngày. Ông liền theo ánh sáng ấy mà đi ra đến dưới cửa thành. Do thần lực của Phật tuy chưa đến giờ mà cửa thành tự nhiên mở rộng, ông đi ra khỏi thành rồi chợt thấy có một miếu thờ thiên thần bên đường, liền vào đó lễ bái cung kính. Khi ấy trời tối đen trở lại khiến ông hoảng hốt muốn quay trở về chỗ ngủ. Bấy giờ ở cửa thành ấy có một vị thiên thần hiện đến nói với Tu Đạt Đa: này ông, nếu ông đến chỗ Đức Như Lai, ông sẽ được nhiều sự tốt đẹp ích lợi. Tu Đạt Đa hỏi: tốt đẹp ích lợi như thế nào? Vị thiên thần đáp: trưởng giả, nếu có người dùng những vật như chân bào kết thành sâu, trong con tuấn mã, trong thớt voi tơ, trong cỗ xe báu vàng đúc thành người, có đến số trăm nữ nhân đoan chánh, thần đeo chuỗi ngọc, các thứ của báu đầy dẫy, cung điện cao đẹp, nhà cửa nguy nga, điêu khắc chạm trổ, mâm vàng lúa bạc, mâm bạc lúa vàng, mỗi thứ đủ số 100, mang bố thí cho một người, rồi lại bố thí cho một người khác, cứ như vậy dần dần bố thí đủ khắp cho tất cả mọi người trong cõi Diêm Phù Đà. Công đức mà người ấy có được cũng không bằng công đức của người phát tâm đi đến chỗ Đức Như Lai chỉ vừa nhấc chân một bước. Tu Đạt Đa liền hỏi:
Thiện nam tử, ông là ai vậy? Thiên thần đáp: Trưởng giả, tôi là Thắng tướng, còn nhà Bà La Môn trước đây từng là thiện tri thức của ông. Ngày trước nhân được gặp hai vị Xá Lợi Phất và Đại Mục Kiền Liên, đệ tử của Phật, tôi sanh lòng hoan hỉ. Khi bỏ thân rồi, tôi được sanh làm con của Tỳ Sa Môn Thiên Vương ở phương Bắc, có phận sự thủ hộ thành vương xá này. Tôi nhờ lễ bái những vị như Xá Lợi Phất và sanh lòng hoan hỉ mà được thân hình tốt đẹp như thế này, huống chi được gặp bậc đại sư của họ là Đức Như Lai và lễ bái cúng dường. Trưởng giả Tu Đạt Đa nghe như vậy rồi liền trở ra đường, lập tức tìm đến chỗ Phật. Khi đến nơi, ông cung kính lễ bái, đầu và mặt đều cúi sát chân Như Lai. Lúc ấy Như Lai liền vì ông mà thuyết pháp thích hợp. Trưởng giả nghe rồi liền chứng quả Tu Đà Hoàn. Khi chứng quả rồi, liền có lời thỉnh cầu rằng: Như Lai đại từ, xin ngài hạ cố đến thành Xá Vệ thọ nhận sự cúng dường nhỏ mọn của con. Ta liền hỏi: Ở thành Xá Vệ có cảnh tinh xá nào có thể làm chỗ an trụ cho đại chúng hay không? Tu Đạt Đa thưa: Nếu Phật chủ lòng thương nhận lời đến đó, con sẽ cố hết sức lo liệu việc xây cất. Thiện nam tử, khi ấy ta lặng thinh chấp nhận lời thỉnh cầu của Tu Đạt. Được sự nhận lời của ta, trưởng giả Tu Đạt liền bạch rằng: Từ trước tới nay con chưa hề làm việc này, xin Như Lai cho ngài Xá Lợi Phất theo con để chỉ bảo cách thức xây dựng. Ta liền bảo Xá Lợi Phất đi theo trợ giúp. Liền đó Xá Lợi Phất và Tu Đạt Đa cùng đi chung một cỗ xe thẳng sang thành Xá Vệ. Do thần lực của ta, chỉ qua một ngày đêm họ đã đến nơi. Lúc ấy Tu Đạt Đa thưa với Xá Lợi Phất rằng: Bạch đại đức, phía ngoài thành lớn này không biết nơi nào có cảnh đất chẳng gần chẳng xa, có nhiều suối ao rừng cây tốt đẹp, hoa quả sum suê, thanh tịnh thoáng rộng. Con nguyện sẽ vì Đức Phật Thế Tôn và chư tỳ kheo mà tạo lập nơi ấy một ngôi tinh xá. Xá Lợi Phất đáp: Cảnh vườn rừng của trưởng giả Kỳ Đà là chẳng gần chẳng xa, thanh tĩnh tịch mịch, có nhiều suối ao, cây cối hoa quả bốn mùa đều có. Nơi ấy là tốt nhất có thể xây dựng tinh xá. Lúc ấy Tu Đạt Đa nghe vậy rồi liền đến nhà trưởng giả Kỳ Đà thưa rằng: Nay tôi muốn vì Đấng Vô Thượng Pháp Vương mà tạo lập chỗ an trú cho chư tăng, chỉ có cảnh vườn đất của ngài là thích hợp để xây dựng. Tôi muốn mua đất ấy, ngài chịu bán chăng? Kỳ Đà đáp: Dù ông mang vàng ròng đến trải đầy mặt đất nơi ấy, tôi cũng không bán cho ông. Tu Đạt Đà liền nói: Lành thay Kỳ Đà, xem như rừng đất ấy đã thuộc về tôi, ngài hãy nhận lấy vàng. Kỳ Đà lại hỏi: Vườn đất tôi không bán, sao lại nhận lấy vàng? Tu Đạt Đa liền nói: Nếu ngài còn không quyết đoán, chúng ta hãy cùng đi nhờ người phân xử vậy. Khi ấy hai vị trưởng giả cùng đi đến chỗ người phân xử. Người ấy nói rằng: Vườn đất thuộc ông Tu Đạt, ông Kỳ Đà hãy nhận lấy vàng. Trưởng giả Tu Đạt lập tức sai người dùng xe ngựa chở vàng đến trải khắp trên đất ấy. Ngày trong ngày chỉ còn một khoảnh 500 bước là chưa kín vàng mà thôi. Kỳ Đà nói: Trưởng giả, nếu ông hối tiếc, tôi đồng ý cho ông hủy bỏ việc mua bán này. Tu Đạt đáp: Tôi không hối tiếc, chỉ đang nghĩ xem sẽ xuất kho nào cho vừa đủ số vàng này. Kỳ Đà thậm nghĩ: Đấng Pháp Vương Như Lai quả thật không ai bằng. Ngài thuyết rằng chánh pháp nhiệm màu thanh tịnh không cấu nhiễm, nên mới khiến cho người này xem nhẹ của cải đến như thế. Ông liền bảo Tu Đạt: Chỗ còn thiếu đó không cần đem vàng tới nữa, xin để cho tôi góp phần. Tôi sẽ vì Đức Phật mà tự mình xây dựng cửa lầu, Đức Như Lai sẽ thường ra vào thông qua cửa ấy. Rồi trưởng giả Kỳ Đà tự mình xây dựng cửa lầu ngay ở lối vào tinh xá. Trong vòng 7 ngày, trưởng giả Tu Đạt xây dựng xong phòng lớn đủ 300 căn, chỗ thiền phòng an tịnh là 63 nơi, thất mùa đông, nhà mùa hạ, thảy đều riêng biệt, nhà trù, phòng tắm, chỗ rửa chân, nhà xí không thiếu gì cả. Xây dựng xong, trưởng giả Tu Đạt hai tay nâng lư hương hướng về phía thành vương xá mà khấn rằng: Việc xây dựng đã xong, nguyện Đức Như Lai từ bi thương xót vì chúng sanh mà thọ nhận chỗ ở này. Lúc đó Như Lai từ xa rõ biết tâm ý của trưởng giả Tu Đạt, liền cùng đại chúng ra khỏi thành vương xá. Trong thời gian nhanh như một lực sĩ có duỗi cánh tay đã đến thành Xá Vệ, trong khu vườn rừng Kỳ Đà, tinh xá Tu Đạt. Khi đến nơi rồi, trưởng giả Tu Đạt liền đem toàn bộ khu tinh xá đã xây dựng đó mà dâng cúng cho ta thọ nhận rồi, liền an trụ nơi đó.